Ta rất tự hào vì hai con, theo ta học đã lâu, các con đều là những học trò xuất sắc, nay đều đỗ đạt làm quan, hãy đem những kiến thức học được cống hiến cho đất nước và phải trở thành những phụ mẫu của dân nghe không? Dạ, chúng con xin ghi nhớ lời thầy. Giờ chúng con phải lên đường rồi, mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe. Đến đây chúng ta phải mỗi người đi một đường rồi. Để nhớ nha, một năm sau chúng ta sẽ cùng quay lại đây thăm thầy đấy nhé. Để nhớ rồi. Sư huynh bảo trọng, đệ bảo trọng. Làm quan thật vất vả quá, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi mà không hết việc, mệt hết cả người. Dạ thưa quan lớn, hôm nay Vương tiên sinh có hẹn với quan lớn sang nhà ông ấy đàm đạo. Hey, ta đang mệt hết cả người, còn sức đâu mà đàm với đạo nữa. Người sang bảo với ông ấy là hôm nay ta mệt, hẹn ông ấy dịp khác. Dạ thưa quan lớn. Chuyện gì nữa? Dạ thưa quan lớn, hôm nay Đỗ đại nhân cho người gửi thư mời quan lớn tối ngày kia đến dự tiệc đấy ạ. À. Mình bận trăm công nghìn việc, thôi không đi chắc cũng chẳng sao đâu. Người sang nói với ông ấy là ngày kia ta có việc bận, không thể đến được nhé, mong ông ấy thứ lỗi. Dạ. Trong thư viết gì mà quan lớn muộn phiền vậy ạ? À, ông chú ruột của ta ở quê nói mọi người đang định xây nhà thờ họ, cần ta quyên góp chút tiền. Đây, ngươi hãy đem bức thư này về đưa cho chú của ta nha. Vâng, vậy quan lớn không gửi tiền về sao? Làm quan mà góp ít thì không tiện, mà nhiều thì đâu có, nên thà không gửi còn hơn. Ta bây giờ bóng lọc chẳng được là bao, nên ta đã bảo chú đợi vài năm nữa ta khá hơn rồi hãy xây. Tiểu nhân hiểu rồi ạ, tiểu nhân xin đi ngay. Ta rất mừng vì thấy con trưởng thành lên nhiều, không biết Trần Trung ra sao, hai con vẫn giữ liên lạc đây chứ. Một năm nay con cũng không có tin tức gì của huynh ấy. Vài lần con gửi thư mà không thấy huynh ấy hồi âm. Hôm nay hẹn nhau cùng lên thăm thầy, vậy mà con đợi dưới chân núi mấy canh giờ mà không thấy đâu. Huynh đây, huynh đây. Ôi, Trần Trung huynh. Trần Trung đã về rồi đó ha con. Vâng, con đã về đây ạ. À. Xin lỗi Văn Tú đệ, công việc bề bộn nên ta cũng quên khuấy đi mất việc gửi thư cho đệ. Hôm nay để đệ phải đợi, ta thật ái nái quá. Có gì đâu, đệ và thầy chỉ lo cho huynh thôi, không biết huynh có chuyện gì. Phải đó, ta thấy con tiều tụy đi nhiều. Công việc chốn quan trường bận rộn vậy sao? Các con thử nói thầy nghe, thời gian qua các con được những gì và mất những gì nào? Dạ thưa thầy, con cứ tưởng làm quan là được sung sướng, nhưng làm rồi thì mới thấy là chẳng được gì, ngược lại còn thấy bị mất ba điều. Đó là những điều gì? Dạ thưa thầy, ba điều đó là việc quan quá bận, không còn thời gian học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới. Bổng lộc ít, không chu cấp được cho họ hàng, vì thế mà họ hàng lạnh nhạt. Công việc nhiều không thể đi thăm bạn bè, vì thế mà tình bạn không còn khăng khít. Thế còn Văn Tú, con thấy thế nào? Dạ thưa thầy, con thì lại thấy từ khi làm quan con được ba điều, đó là những kiến thức thầy dạy nay được đem ra thực hành. Vì thế mà càng học càng thông, bổng lộc dù bạc nhưng vẫn có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng ngày càng gắn bó. Việc quan tuy bận, song cũng bớt ít thời gian đi thăm bạn bè, vì thế mà tình bạn càng ngày càng thân thiết. khá lắm, Trần Trung, con nghe thấy chưa? Ta nghĩ việc quan trường Văn Tú cũng bận rộn không kém gì con, nhưng con thấy không, sư đệ của con vẫn giải quyết được mọi việc một cách hài hòa. Dạ, ý thầy là... Ý ta muốn nói ở đây là cách nhìn, cách tiếp cận sự việc của con quá bi quan. Con chỉ nhìn thấy khó khăn ở đó, nhưng việc gì cũng có hai mặt. Nếu con nhìn theo hướng tích cực thì con sẽ có hướng giải quyết dễ dàng hơn, cũng giống như là người bi quan, trong khi người lạc quan chăm chú thưởng thức màu sắc rực rỡ và mùi hương tuyệt vời của loài hoa đó. Con có hiểu ý của ta không? Dạ, con hiểu rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời thầy. Hai anh em và ba con quỷ. Chú hai này, ba mất cũng gần được một tháng rồi.
anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ, thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ, em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được, chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp, không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm, rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà, thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cây trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai. Mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Nước ư? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi. Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy. Ta cũng bắt được ba người. Nghĩ lại mà vẫn còn thòm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ồ,
Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi! Khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi. Giải thưởng đặc biệt. Các em chú ý, thầy có một tin vui thông báo. Sắp tới nhà trường tổ chức giải điền kinh. Mỗi lớp sẽ có 2 bạn đại diện tham gia dự thi và 2 bạn đại diện cho lớp mình sẽ là bạn Hùng và bạn Nam. Yeah. Chúc mừng Hùng và Nam nhé. Yeah. Ba mẹ tớ mà biết được, tớ được dự thi vòng trường chắc sẽ vui lắm. Hôm trước ba tớ nói nếu tớ được chọn đi thi, ba tớ đang công tác cũng sẽ bay về để cổ vũ tớ. Ba mẹ tớ cũng hứa sẽ đến cổ vũ tớ. Nhưng mà sao? Mẹ tớ ốm nằm viện, ba phải ở lại bệnh viện chăm mẹ. Chắc ba mẹ tớ không thể đến xem tớ dự thi. Sẽ không có ai tới cổ vũ tớ cả. Mẹ, mẹ ơi, con được chọn tham dự giải điền kinh của trường đấy. Ôi, con trai của mẹ giỏi quá. Mẹ gọi điện cho ba ngay đi. Ba bảo nếu con được chọn đi đấu giải, ba sẽ về cổ vũ cho con mà. Ừ, phải rồi, ba con sẽ vui lắm đấy. Để mẹ gọi ba ngay nha. Vòng chạy đầu tiên 50m. Con trai cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Con trai cố lên, cố lên, cố lên. Con trai giỏi quá. Còn một vòng chạy nữa. Một vòng nữa thôi con sẽ đoạt giải nhất. Cố lên con nhé. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu. Còn vòng sau nữa, chúng mình cùng cố gắng nhé. Ừ, mình cùng cố gắng. Thôi tớ đi chuẩn bị đây. Vòng thi tiếp theo chạy 100m. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhìn thằng bé kìa, chạy lên trước rất nhanh. Chắc chắn nó sẽ giành chiến thắng cho bà xem. Cố lên con trai. Hùng đang chiếm ưu thế, tại sao lại đột nhiên chạy chậm lại thế kia? Chúc mừng cậu, cảm ơn Hùng. Con làm sao vậy? Sắp về đích đến nơi rồi mà lại chạy chậm lại là sao? Ba thấy con thừa sức chạy về đích để giành giải nhất mà. Ba ơi, nhưng con đã có một giải thưởng rồi, còn bạn Nam chưa có mà. Bạn Nam? Ba mẹ tớ cũng hứa sẽ đến cổ vũ tớ. Nhưng mà sao? Mẹ tớ ốm nằm viện, ba phải ở lại bệnh viện chăm mẹ. Chắc ba mẹ tớ không thể đến xem tớ dự thi. Sẽ không có ai tới cổ vũ tớ cả. Con trai của mẹ rất giỏi. Dù không được giải nhất, nhưng con rất xứng đáng được nhận phần thưởng đặc biệt. Con cáo và đàn gà. Đi cả ngày trời mà không tìm được con mồi nào, thế
thế này thì ta sẽ chết vì đói mất. Khu rừng này bây giờ thức ăn đã cạn kiệt hết rồi, ta không thể ở mãi trong khu rừng này được. Chắc ta phải đi xa hơn, may ra mới tìm được thức ăn. À, con mồi kia rồi, cuối cùng cũng tìm được. Một đàn gà béo mẩm. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê đây. Ơi, cáo kia các cậu ơi. Hôm nay các ngươi sẽ là miếng mồi ngon của ta. Phải làm sao bây giờ? Con cáo sẽ ăn thịt chúng ta mất. Nào, đến lúc rồi. Bác cáo ơi, trước khi ăn thịt chúng tôi, xin bác hãy ban cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng. Đằng nào thì bọn nó cũng chẳng thoát được, cứ để chúng nó xem sao. Các người muốn gì? Xin cho chúng tôi được cầu nguyện trước khi chết. Cầu nguyện xong, chúng tôi xin đứng thành hàng để bác ăn thịt. Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện. Thôi được, nhưng các người nhanh nhanh lên đây, ta không có kiên nhẫn đâu. Ôi, cảm ơn bác. Cục tác quát quát. Cục tác quát quát. Này, mình ơi, sao hôm nay đàn gà kêu ầm ĩ lên thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì. Các ngươi cầu nguyện sao lại kêu ầm ĩ như thế? Đấy là tiếng của chúng tôi, bác làm sao mà hiểu được? Thôi, đến lúc rồi, ta không muốn chờ nữa. Để tôi thử ra xem sao. Ôi, con cáo. Có cáo à? Đúng, nó đang định bắt gà nhà mình kìa. Mình nhỏ tiếng thôi, để tôi xử lý. À! Đáng đời con cáo gian ác. Hai nhà cuối ngõ. Trông rất là vô duyên. Lại định chè chén đây mà. Rõ là chả ra sao. Vô, 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 vô. Chào bác sĩ, có chuyện gì vậy? Dạ, thưa bác sĩ, mẹ tôi chuẩn bị được bác sĩ mổ thoát vị đĩa đệm. Chắc lại định nhờ vả gì đây? Hóa ra bệnh nhân tôi sắp phẫu thuật là bà cụ nhà ông. À vâng, rõ là may quá, chẳng gì thì bác sĩ cũng là hàng xóm láng giềng, có gì... Này, ông nói thế đâu có được, sao lại đưa chuyện hàng xóm ra ở đây? Tôi làm việc có nguyên tắc bệnh nhân ai cũng như ai. Ông nói thế, nhớ người khác nghe được là tôi mang tiếng đấy. Tôi không có ý đó, chỉ là muốn nhờ bác sĩ. Thôi thôi, tôi sẽ làm hết trách nhiệm và khả năng của mình. Ông cứ yên tâm, giờ tôi cần chuẩn bị cho ca mổ. Vâng,
Vậy tôi xin lỗi. Chào bác sĩ. Có chuyện gì thế nhỉ? Ai kia? Trông như... Phải mau đưa bác vào viện đã. Chuyện gì thế không biết? Bác Đức, bác Đức. Trời ơi, sao giờ bác mới về? Cậu Bảo, con trai của bác, hôm nay mà không có bác Nam thì nguy rồi. Sao? Thằng Bảo nhà tôi làm sao? Mà bác Nam nào hả bà? Bác Nam nhà đối diện nhà bác chứ còn bác Nam nào nữa. Con của bác bị bọn thanh niên xấu chặn đường, cướp xe máy. May mà có bác Nam xông vào cứu, nếu không thì... Thằng Bảo không sao, được đưa về nhà rồi. Nhưng bác Nam thì bị bọn chúng đánh bị thương khá nặng đấy. Thôi, bác về qua nhà một tí, rồi vào viện xem tình hình bác Nam ra sao nha. Ờ, vâng, vâng, tôi sẽ vào ngay. Vài hôm sau, nhờ trời, bác được bình phục thế này, tôi mới bớt dằn vặt. Nếu không có bác thì cháu Bảo nhà tôi gặp nguy rồi. Ừ, tôi không biết phải cảm ơn bác thế nào mới phải. Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi mà, ơn huệ gì bác, ai thấy vậy mà chẳng lao vào. Huống hồ lại là con em hàng xóm, bác công việc bận rộn, hiếm khi ở nhà, nên không biết tôi đấy thôi. Chứ tôi thì sao lại không biết bác với cậu Bảo. Vâng, tôi đáng trách quá. Tôi cư xử với hàng xóm láng giềng sơ sót và vô tâm quá. Bác bỏ qua cho tôi nha. À, mà cái hôm bà cụ vào viện, tôi có lỗi với bác quá. Thôi, chuyện đã rồi, bác nhắc lại làm gì? Cũng tại tôi suy nghĩ không thấu đáo. Bác sĩ làm thế cũng phải, công tư phải phân minh. Vậy mà bác không chấp, còn liều mình cứu cháu. Bác thật là người nhân hậu. Bác chớ nói vậy làm em xấu hổ. Chuyện vặt mà bác. Nhà tôi với nhà bác cách nhau chưa đến chục mét, mà mất mấy năm trời mới nói chuyện với nhau được. Tôi... Thôi, bỏ qua hết đi ạ. Hôm nào tôi khỏe lại, mời bác sang nhà tôi chơi. Chúng ta phải nhậu một bữa ra trò. Cảm ơn bác, nhất định tôi sẽ sang. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.